Toàn chức Pháp Sư, tác giả, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong, được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn đâu nét cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Phần 10 tập 68 Ở Thánh Tài Viện không được bao lâu thì Mạc Phàm cùng mọi người rời đi chỗ này quá lạnh, lạnh đến mức như đang sống ở một thế giới khác, so với An Pơ học phủ thì như tách biệt với thế gian. Mạc Phàm đã không còn chuyện gì ở nơi này, ở lại thêm cũng không có ý nghĩa gì. Theo kế hoạch ban đầu của Mạc Phàm thì trở về nước, chuyện tìm đồ đằng cho nghị trưởng Thiệu Trịnh cũng không thể ném sang một bên, quốc gia cần mình. Mà một người mà là Mạc Phàm không tưởng tượng được xuất hiện, à mà chính xác cũng không gọi là người được. Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch cũng đang thu dọn đồ đạc trong phòng. Mục Bạch, mấy hôm nay không thấy bóng dáng cậu đâu cả, cậu đi đâu thế? hay là cậu đã gặp được chị rồi, triệu mãn duyên nhìn mục bạch đang gấp quần áo, nói. câu nói này làm mục bạch nhớ đến người chị họ của mình, trong lòng hắn càng thêm nhiều vướng bận. mục thu tuy có nói với hắn là không cần cần phải lo lắng, nhưng mục bạch làm sao mà yên tâm được? ai biết được ca casa có tàn ác như nào? không có, có lẽ chị ấy tạm thời có nhiệm vụ, vừa hay không có ở thánh tài viện. mục bạch nói. hai người đã dọn đồ xong chưa? đến lúc xuất rồi, đúng lúc này thì mặc phàm đi vào, bên cạnh hắn còn có hải đế và blan, bọn họ cũng đã chuẩn bị xong thu dọn xong rồi chúng ta đi thôi mục bạch nói đi nửa ngày giờ băng qua những dãy núi tuyết thì nhóm người mạc phàm cũng đã quay trở lại được an pơ học phủ thời tiết ở đây dễ chịu hơn hẳn không còn lạnh thấu xương như ở thánh tài viện nữa ở thánh tài viện mấy ngày sắp bị đông chết rồi lúc này đứng ở học viện an pơ dường như cảm nhận được một hơi thở ấm áp triệu mãn duyên ngân nga nhằm bày tỏ sự vui sướng của mình hải đế cùng blan đứng một bên cũng chỉ biết cười cười để che đi cái cảm xúc không thể nghe nổi giọng ca hài triệu mãn duyên đừng phí thời gian nữa chúng ta vào thôi mạc phàm đẩy triệu mãn duyên vào trong mọi người cùng cất gọn hành lý của mình mục bạch mạc phàm triệu mãn duyên lại cùng nhau đi dạo một vòng quanh vườn hoa oải hương vừa đi mạc phàm vừa hát vu vơ cảm nhận cái đẹp của vườn hoa oải hương này lý vũ nga mạc phàm nhìn lý vũ nga phong tình vạn chúng đứng trước mặt ngột ngạt trong lòng không nói ra mạc phàm cậu đi với tôi một chút lý vũ nga nói với mạc phàm vẻ mặt cô ta hôm nay thật sự khác thường không còn hiền dịu như mọi ngày lý vũ nga chạy lại kéo tay mặc phàm tư thế không có phần ngại ngùng cảm giác rất vội vã điều này làm Mạc phàm có hơi bất ngờ không hiểu lý vũ nga có ý gì mà lại hành xử khác lạ như vậy mục bạch với triệu mãn duyên cũng khó hiểu với lý vũ nga không biết là hôm nay cô ấy bị làm sao hay là do quá bất bất ngờ với diễn biến những ngày vừa rồi chưa hồi phục lại tinh thần nên có hơi khác người lý vũ nga đưa mặc phàm tới một chỗ chỗ khác cách xa với những người còn lại hai người họ đứng dưới một gốc cây nếu không không phải một người quen biết mặc phàm thì sẽ nghĩ đây là một đôi tình nhân với Lý Vũ Nga. Lý Vũ Nga áp sát lại chỗ của Mạc Phàm, thân thể mềm mại đang tì dần vào hắn, hơi thở tuy nhẹ nhàng nhưng cũng có thể cảm nhận được, Mạc Phàm cực kỳ ngại ngùng, thấy chuyện này đã đi quá xa, hắn cảm thấy sự là thường này chứng tỏ đây không phải Lý Vũ Nga. Ngươi không phải là Lý Vũ Nga, Mạc đẩy Lý Vũ Nga ra, bình tĩnh lại, bộ mặt nghiêm túc nói. Giờ phút này Lý Vũ Nga đứng trước mặt mình cứ như là người khác, nhíu mày nở nụ cười tỏa ra yêu khí. Ban đầu Mạc Phàm còn tưởng Lý Vũ Nga bị quỷ nhập, sau khi nhìn cẩn thận bị quỷ nhập thật, trong thân Lý Vũ Nga là Cửu U hậu, là một trong bát phương vong quân. Cửu U hậu tới đây đúng làm làm cho Mạc Phàm cảm thấy giật mình, xưa nay không biết u linh lại có thể di chuyển khỏi quốc gia xa xôi như thế, càng khoách đại hơn là Cửu U hậu, còn ngang nhiên đi lại ở một nơi gần Thánh Tài viện. "Tôi là Cửu U hậu đây." Cửu U hậu chỉ vào ngực Mạc Phàm, nói thêm một câu chấm ma quỷ, câu đó làm người ta đau lòng đấy. "Cô có chắc là Lý Vũ đồng ý chuyện này chưa? Cô tùy tiện bám vào người ta, còn làm ra hành vi cử chỉ như thế?" người khác chấp nhận được sao mạc phàm xác nhận lại một lần nữa tôi được cô ấy đồng ý rồi không tin thì để cô ấy tự xác nhận với cậu cửu u hậu nói tôi ngàn dẫm sôi không ngại vất vả chỉ là để gặp ngươi thôi đấy cửu u hậu nói thêm gặp ta mạc phàm có hơi kinh ngạc để giải thích cho sự ngại ngùng này cửu u hậu dùng tay ra ký hiệu gọi mạc phàm lại gần cô ta mạc phàm tuy có chút không hiểu nhưng vẫn phải làm theo cổ lão vương nói ta đến tìm ngươi giúp đỡ cửu u hậu áp sát mặt của mình vào mặt mạc phàm khẽ khàng nói từng chữ giúp chuyện gì mạc phàm nói thời gian đã đến rồi chúng ta phải đi đến ai cập sau đó trả lại món nợ mà bọn chúng đã làm thế nào có vấn đề gì không cửu u hậu nói được ta sẽ đi cùng các ngươi lần này ta sẽ tăng cho khu phu một món quà thật lớn mạc phàm vừa nghe cửu u hậu nói thì trong lòng cực kỳ hưng phấn đáp à đúng rồi đúng lúc ngươi ở đây có thể giúp ta một chuyện này được không mạc phàm nói tiếp ngươi nói đi chỉ cần ta làm được thì có thể giúp ngươi cửu u hậu nói ta sẽ đưa ngươi đến một cái mộ ngươi xem hộ ta tên đó chuyển đi đâu rồi đây là chúng ta còn có chuyện nghiêm túc cần phải làm chuyện này cũng rất quan trọng làm ơn đi dù sao thì cô cũng chuyên nghiệp mà mạc phàm nói dẫn cửu u hậu tới phần mộ của Uyên. đến trước bia mộ cửu u hậu nhắm hai mắt lại giống như tìm linh hồn đã từng ở lại đây sau một lúc thì sắc mặt của cửu u hậu hơi thay đổi mở miệng nói với mạc phàm tốt nhất là cậu không nên trêu chọc tới tên cướp đi di hài của cô ấy ý gì vậy cô biết đó là ai sao mạc phàm hỏi tôi không biết nó cái gì, nhưng mà nó rất mạnh, mạnh hơn cả tôi. Cửu U Hậu nói rất nghiêm túc, đây cũng là lời nhắc nhở cho Mạc Phàm biết, đừng dấn thân vào tìm thi thể này nữa, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Trong lòng Mạc Phàm càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc là ai trộm di thể của Uyên, một nắm hài cốt thì có ích gì? Cửu U Hậu vẫn cứ căn dặn, lúc này Mạc Phàm mới bỏ qua, ở Thánh Tài viện cũng không có gì làm, Mạc Phàm thu dọn ít đồ rồi rời khỏi. Trở lại An Pơ học phủ một lần nữa, Mạc Phàm chào tạm biệt Lý Vũ Nga cùng Blan, sau khi Cửu U hậu rời khỏi Lý Vũ Nga thì không thấy hình bóng, nói chúng là sẽ ở gần mình. Sứ mệnh của Cửu U hậu là trợ giúp mình mở ra cửa lớn minh giới, để cho Đế quốc vong linh đang phát thiết cảm thấy hài lòng. After, Mạc Phàm đột nhiên cậu lại muốn đi After, cậu hãy nói thật với tôi đi, Triệu Mãn duyên ngồi trên ghế sofa, nhìn Mạc Phàm thu dọn hành lý lại chuẩn bị rời đi, nói, "Còn nhớ chuyện kim tự tháp khu phu trước đây tôi nói với cậu chứ?" Mạc Phàm nói, "Phí lời làm gì nữa?" chuyện đó tôi cả đời này cũng không bao giờ quên được triệu mãn duyên nói chuyện kim tự tháp khu phu chắc hẳn là khác sâu vào trong lòng triệu mãn duyên từ lần đầu hắn nhìn vào đôi mắt cao hàng trăm mét trên trời đến lúc nhìn những con quái vật khủng bố xuất hiện sự áp bức không thể diễn tả bằng lời chỉ có thể để nó như là một kỷ niệm oai hùng chìm sâu trong lòng lần này chúng ta sẽ đánh lại chúng một trận mạc phàm tươi như hoa nói đánh lại cậu đùa tôi sao triệu mãn duyên khó tin nói tôi đưa cậu làm gì mạc phàm nghiêm túc triệu mãn duyên cũng cạn lời một người bình thường thì luôn tìm kiếm cho mình một nơi an toàn, còn cái tên rời đánh này thì chỉ kiếm chỗ nào máu lửa, từng giây phút có thể cận kề cái chết, thập tử nhất sinh. Cái gì, cậu nghiêm túc đó chứ? Triệu mãn duyên cuống lên, hỏi Mạc Phàm. Cậu nhỏ tiếng một chút, chúng ta không cần đánh, Mạc Phàm liền giải thích. Vậy cậu qua đó làm gì? Triệu mãn duyên nói. Lãnh tước không phải lần trước chúng ta mở cửa minh giới ra, để vong linh áp tơ đến xâm phạm lãnh thổ của chúng ta. Ừm, rồi sao? Lần này chúng ta để vong linh cố đô qua đó, để trị lại họ mạc phàm nói phàm ca đầu óc có bình thường không chuyện liên quan đến tính mạng như này cũng dám nhận sao triệu mãn duyên lo lắng nói tớ cũng không muốn nhận đâu mà vong linh đế quốc lớn như vậy cũng muốn uống máu ăn thịt thay vì để bọn họ làm hại cho người của chúng ta chi bằng qua đó luôn cho rồi mạc phàm nói đã nói chúng ta tình đồ đằng xà đâu cậu xem đây có phải chuyện người làm hay không tôi nói cho cậu biết lần này nhất định tôi sẽ không đi đâu triệu mãn duyên muốn khóc ra đây rồi quay phát mặt với mạc phàm cậu không đi với tôi sao được thôi vậy sau khi tôi về tôi sẽ đem sự tích vinh quang của cậu nói cho mấy tiểu tình nhân vợ bé kia nghe xem thử bọn họ còn coi cậu ra gì nữa không mạc phàm khoanh tay nói những lời đánh thẳng vào điểm yếu của triệu mãn duyên không đậu xanh cuối cùng vẫn không được sao triệu mãn duyên thấy mình bị bắt cay cú vô cùng sự thất bại ở an pơ học phủ đã là một sự thất bại cay đắng triệu mãn duyên đã để mạc phàm lấy hết ánh sáng hào quang để rồi mấy em gái ở đó đều sùng bái nhìn mạc phàm với con mắt khác người triệu mãn duyên đã không thu hút được cô nào lần này còn bị mạc phàm đánh phủ đầu thực sự là cay của cay đảm bảo đây là lần cuối sau khi làm xong chúng ta an tâm tìm đồ đằng xà có thể để mai rùa của cậu tiến hóa nắm giữ lại triệu ra mạc phàm nói quỷ mới tin lời cậu ủa mà nam trà xanh đâu cũng gọi đi cùng chúng ta chứ triệu mãn duyên nói còn phải hỏi sao nhất định là kéo theo rồi mạc phàm hiểu ý liền nói như vậy còn được Triệu mãn duyên thêm phần an tâm khi có thêm người bị mạc phàm kéo vào chảo lửa. Kết thúc video. Các bạn đang nghe chuyện toàn chức Pháp Sư trên kênh Triệu Gia. Chuyện được dịch bởi đặt Lê Viu. Triệu Gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện. Rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn. Thân ái và hẹn gặp lại trên kênh Triệu Gia.